Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 123. Đồng thời người điều khiển hỏa diệu chi linh nhìn Lâm Nhất cười nói, Lâm Nhất, người thấy thế nào? Ân oán giữa ngươi và giới vực huyết cốt hoàn toàn không cần phải gấp gáp, trước mắt cấm giới còn chưa hiện thế, đấu đến mức sống chết cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, mấy người này đột nhiên ra tay hòa giải, quả thật không biết có ý gì. Hắn không có thiện cảm gì đối với giới vực cao cấp, nếu mấy người này thật lòng có ý tốt, muốn hòa giải thì đã hòa giải từ lâu rồi. Lúc đầu tiến vào quảng trường Thánh Đàn, vẻ mặt mấy người nhìn hắn không khác gì con kiến hôi. Hắn đoán, chắc là sợ Thánh Đàn bị đánh hỏng. Dù sao một quyền vừa rồi đánh Liễu Mộ đập vào Thánh Đàn kia, khiến cột của Thánh Đàn xuất hiện các vết nứt. Ngoài cái này ra, có lẽ còn có chút ý tứ muốn thân thiết với mình. Các giới vực khác chủ ý muốn liên thủ đánh Lâm Nhất chắc chắn đã không còn tồn tại. Chỉ là kiểu qua lại thân thiết này có phần hơi muộn. Sắc mặt Lâm Nhất không đổi, nhàn nhạt cười, ta không có ý kiến gì, nhưng nếu ai muốn âm mưu đánh Lâm Mỗ ta cũng không sợ, cứ ra tay thử xem. Không vận dụng kiếm ý thông thiên, muốn chém chết Liễu Mộ và Mặc Diễm, nói chung có chút phiền toái. Dù sao đối phương đã mất hết mặt mũi. Trước mắt đã dừng tay, người mất mặt cũng không phải mình. E rằng Liễu Mộ còn khó chịu hơn mình nhiều. Đối mặt với lời nói có chút ngông cuồng, xung quanh yên tĩnh, một vài người không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Một đám tài năng xuất chúng giới vực cao cấp dưới sự sắc sảo của hắn đều bị ép đến mức không còn chút nóng nảy nào. Còn Liễu Mộ và Mặc Diễm sắc mặt đã tức đến xanh mét từ lâu, hận không thể ăn sống Lâm Nhất. Được rồi, cứ vậy đi. Cũng không chờ câu trả lời của Liễu Mộ, sau khi Lâm Nhất mở miệng, người điều khiển hỏa diệu chi linh liền thản nhiên nói. Dáng vẻ hoàn toàn không coi Liễu Mộ ra gì, chọc giận đối phương tức đến mức hộc máu, hắn ta vẫn còn lá bài tẩy chưa thi triển. Nhưng con đường thông thiên này vạn giới tranh phong, chung quy lại thực lực mới làm vua. Thực lực Lâm Nhất biểu hiện ra nhận được kính trọng của mọi người, bên đó mặc kệ hắn ta nghĩ gì. Cho dù bây giờ hắn ta mất bao nhiêu mặt mũi, trong lòng giận dữ thế nào cũng phải nín nhịn. Sóng gió lần này trên quảng trường Thánh Đàn mặc dù kết cục có chút đột ngột qua loa, nhưng giống như gió bão phạm vi lớn quét qua toàn bộ thành trì. Võ giả các giới vực lớn lén lút chạy vào thần điện, tất cả hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy đều được phát đi vô cùng chân thật. Lúc tin tức truyền ra, trong nháy mắt dẫn đến náo động cực lớn, không ai không kinh hãi. Nếu không phải người lén lút xông vào quá nhiều, tất cả đều muôn miệng một lời, e rằng sẽ còn rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là tin giả. Giới vực huyết cốt cộng thêm giới vực liệt dương, hai đại giới vực cao cấp hàng đầu lại không thể trừng trị được Lâm Nhất. Đặc biệt là thủ lĩnh giới vực huyết cốt, cường giả cảnh giới thiên phách tầng 4 ban đầu tuyên bố nợ máu phải trả bằng máu, không chỉ không thể đánh bại Lâm Nhất, ngược lại còn chịu thua thiệt, chật vật khó khăn trong tay hắn. Rất nhiều người ở đây đều đang nghĩ. Nếu không có người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh lên tiếng ngăn cản, cuối cùng đúng là chưa biết ai khiến ai quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cường thế Lâm Nhất thể hiện ra vượt xa dự liệu của quá nhiều người, hắn vẫn chưa rút kiếm. Khi toàn bộ thành trì đều đang đồn thổi tên của Lâm Nhất, trong quảng trường thần điện, Lâm Nhất tìm được một nơi yên tĩnh, hắn ngồi trên chiếu. Bây giờ, hắn ngồi đâu, không ai dám không nể mặt hắn. Chiến đấu ác liệt giữa hắn và Liễu Mộ khiến những thủ lĩnh giới vực cao cấp này đều nhìn ra, thực lực của Lâm Nhất tuyệt đối không phải hư danh. Liễu Mộ còn có chút thực lực, ít nhất còn mạnh hơn Mặc Diễm, trên tay chắc chắn có tồn tại lá bài tẩy. Nếu không sắc mặt trước đó nhìn mình sẽ không bực bội như vậy. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau, nhất định sẽ bị ép ra kiếm ý thông thiên, hoặc hiện ra toàn bộ uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền. Nhưng thủ đoạn này dù Lâm Nhất có hai lá bài chủ chốt, hắn vẫn không muốn bị bại lộ khi đối phó với một Liễu Mộ hèn mọn. Vẫn phải tấn thăng thiên phách tầng 2, phải ở trên tu vi mới chân chính chống lại được người này, như vậy cho dù ta chỉ cần dùng Trần Quang kiếm pháp cũng đủ để đánh nhau với bọn họ. Lâm Nhất ngồi trên chiếu, ánh mắt lóe lên, tinh mang trong mắt trào dâng. Trước mắt hắn đã có tư cách độ kiếp. Chỉ thiếu một thời cơ để thực lực bản thân lại một lần nữa lột xác. Chờ Thương Long cấm giới đến, thời cơ này không khó tìm,
đến lúc đó trừng trị đám người này cũng không muộn. Lâm Nhất đồng ý dừng tay, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, hắn thông qua Nhật Diệu Chi Linh có thể cảm nhận được tồn tại của Vũ Hạo Thiên. Nếu người này đã lấy được Nguyệt Diệu Chi Linh, trước mắt chắc chắn sẽ ở trong thần điện, đang âm thần nhìn chằm chằm mình bất cứ lúc nào. So với kích động ban đầu, bây giờ tên nhãi này vô cùng ẩn nhẫn. Trong khoảnh khắc Liễu Mộ đánh hắn bị thương, hắn cảm nhận được một luồng sát ý hết sức ác liệt, nhưng chợt lóe rồi biến mất. Nếu đoán không lầm, luồng sát ý này có thể đến từ Vũ Hạo Thiên. E rằng thực lực bây giờ của tên nhãi này cũng tương đối lợi hại. Lâm Nhất lẩm bẩm, ánh mắt tùy ý quét nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện ra dấu vết tồn tại của đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giấu đầu lòi đuôi, trốn cũng giỏi đấy. Ngoài cái này, thất đại cự đầu trên bảng Thương Long vẫn chưa ai xuất hiện, giống như bọn họ cũng không thèm để ý đến ngũ đại tinh diệu chi linh. Như lời nữ tử áo tím, cự đầu chân chính không quá mức để tâm đến mấy đại tinh diệu chi linh, cơ hội của con đường thông thiên này có quá nhiều. Nhưng Thương Long cấm giới hiện thế, mấy người này chắc chắn không thể không đến. Hoặc nói không chừng đã đến từ lâu, chỉ đứng nhìn từ xa, không vội vào trong quảng trường thánh đàn. Suy nghĩ này của hắn không hề sai. Bên ngoài thần điện, trên đỉnh mấy nóc nhà cao ngất, mấy thân ảnh đứng sóng vai, ánh mắt như vực sâu, đứng từ xa nhìn thần điện và quảng trường trung tâm thần điện, thu hết tất cả vào trong tầm mắt. Không nhiều không ít, chính là 7 thân ảnh. Lợi hại, Lâm Nhất này còn mạnh hơn lời đồn, tu vi như vậy mà lại có ép cho Liễu Mộ chật vật. Nếu tu vi của hắn tiến thêm một bước, chậc chậc, e là đám người này liên thủ cũng không chặn lại được. Trong mấy thân ảnh, có người khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Con đường thông thiên quả nhiên là nơi tràn đầy kỳ tích, khiến một người tài năng xuất chúng đến từ giới vực cấp thấp quật khởi như sao chổi xuất thế ngang trời, quả thật đáng ngạc nhiên. Tên Lâm Nhất này chắc chắc có cơ duyên, theo như nhãn lực của ta, đan tinh thần hắn luyện hóa e rằng cũng không ít hơn chúng ta đâu, lại một người tiếp lời. Cơ hội chính là cơ hội, có thể chuyển đổi cơ hội thành thực lực cũng không nhiều, nhưng loại phách lối như Lâm Nhất gần như bằng không. Tên nhãi này dù không gặp được bất kỳ điều gì ở con đường thông thiên, tương lai đi đến đại thế cũng được định trước sẽ quật khởi. Cũng có người khịt mũi coi thường cơ hội trên con đường thông thiên nhiều, nhưng trưởng thành đến trình độ như Lâm Nhất thì chỉ có mấy người. Trước mắt hắn chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 1, chờ đến cảnh giới thiên phách tầng 2, có được tư cách đánh vào bảng xếp hạng Thương Long. Nói không chừng có thể tiến vào tổng bảng, đến lúc đó mới chân chính nổi danh trên con đường thông thiên, bây giờ vẫn còn hơi non. Mấy người tùy ý nói chuyện phiếm, trong lời nói tràn ngập tự tin gần như vô địch, khí tức lơ đãng tản ra khiến trời đất biến sắc, thay đổi bất ngờ. Trong thành không phải ai cũng chú ý đến dị tượng như vậy, khi ánh mắt nhìn đến nơi này cũng chỉ thấy một mảng mù mịt. Có khí cơ vô hình bao phủ, hoàn toàn không thể đâm rách, trông cực kỳ quỷ dị. Ở một tầng nào đó, dù gần ngay trước mắt cũng không có cách nào nhìn thấy mặt mũi mấy người. Hưu. Đúng lúc này, trong không khí có mấy đường ánh sáng vặn vẹo màu tím xuất hiện, chờ đến lúc tia sáng chồng chéo, có một nữ tử tuyệt sắc, cơ thể uyển chuyển chậm chậm đi ra. Ha ha, thất đại cự đầu của khu vực Thương Long lại lén lút trốn ở đây, có mục đích gì không để cho người ta biết vậy? Hay là, đang đợi có ai hiện thân à? Tiếng cười duyên tràn đầy mê hoặc truyền ra từ trong miệng nữ tử, khuôn mặt tươi cười như hoa, dung nhan tuyệt mỹ ẩn dưới khăn che mặt mỏng manh. Chỉ có đôi mắt câu hồn đoạt phách lộ ra quang mang mê người. Bùi Tuyết. Bùi Tuyết vang danh lẫy lừng trên con đường thông thiên, người phụ nữ này nổi tiếng là ăn thịt người ăn cả xương. Mấy người ở trên mái nhà, ngoại trừ Quân Mộng Trần và Tần Lâm đã sớm dự liệu nàng ta sẽ xuất hiện ra, thì sắc mặt những người khác đều cảnh giác theo bản năng. Nếu Lâm Nhất có ở đây, cũng sẽ nhận ra cô gái này, chính là cô gái thần bí khiến hắn suýt nữa không đi được hôm đó. Thú vị thật, Tuyết mỹ nhân của giới vực Chu Tước lại đến đây, cô đến với danh nghĩa cá nhân hay đại diện cho chiến giới phía sau cô, một thanh niên mặc áo đen nở nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn về phía cô gái. Bùi Tuyết chỉ nhếch môi cười nói, yên tâm đi, ta chỉ đến góp vui thôi, sẽ không tranh truyền thừa thượng cổ của Thương Long cấm giới với các ngươi đâu. Góp vui thôi sao? Thanh niên mặc áo đen cau mày,
tỏ vẻ không tin, nhân vật đẳng cấp như đối phương mà chỉ đến góp vui. Cho dù nàng ta không nhằm vào truyền thừa của Thương Long cấm giới thì sợ là cũng có mục đích khác. Làm sao, La Trấn được gọi là đầu rồng của khu vực Thương Long, lẽ nào lại sợ một cô gái nhỏ bé như ta chắc? Bùi Tuyết nở nụ cười tươi, điềm đạm nhìn thanh niên áo đen, nói vô cùng dịu dàng. Đầu rồng có nghĩa là người đứng đầu trên bảng Thương Long. Thanh niên áo đen cũng không quan tâm, chỉ hơi ngẩn người trong chốc lát, cũng phải cười nói, Tuyết cô nương thu lại thần thông thì hơn, nếu cô là cô gái nhỏ bé, vậy thì bao nhiêu nam nhi trên con đường thông thiên đều là trò cười rồi. Quân Mộng Trần mặc đồ trắng lên tiếng nói đúng lúc, Tuyết cô nương đến đây đúng là chỉ góp vui thôi, theo ta được biết, ban đầu nàng ta đến tìm Nguyệt Vi Vi. Nhưng sau đó bị Lâm Nhất làm mất thể diện, có lẽ muốn tìm lại thể diện. Nguyệt Vi Vi. Nghe thấy Quân Mộng Trần nhắc đến cái tên Nguyệt Vi Vi, vẻ mặt của những người khác đều biến sắc, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sợ hãi. Nhưng mấy người đều ngầm hiểu với nhau, bỏ qua chủ đề Nguyệt Vi Vi. Thanh niên áo đen La Trấn cười nói, Lâm Nhất này đúng là giỏi, lại khiến Tuyết mỹ nhân của chúng ta chịu ấm ức, cũng coi như làm khu vực Thương Long chúng ta nở mày nở mặt. Nhưng cô đã đến rồi, thì Thương Long cấm giới này, e rằng hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô đâu. Bùi Tuyết trừng mắt nhìn người này một cái, thản nhiên nói, cá nhân ta đúng là chỉ đến góp vui, nhưng ta có thể nhắc nhở các ngươi, có người của khu vực huyền vũ trong chiến giới nhằm vào Thương Long cấm giới này. Đó mới là rắc rối thực sự của các ngươi, không cần dồn tinh lực vào ta. Chiến giới ư, đúng là không dễ chọc. Trong mắt thanh niên áo đen lóe lên tinh quang, cười nói, nhưng cuối cùng nơi này cũng là khu vực Thương Long, muốn được chia một phần lợi ích, cũng không dễ vậy đâu. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã hết nửa ngày. Cũng sắp đến thời gian Thương Long cấm giới xuất hiện, càng lúc càng có nhiều giới vực hàng đầu tập trung trong thần điện. Các khu vực gần như đã chật kín người. Còn thành trì bên ngoài thần điện, phóng mắt nhìn toàn là người chen nhau đông như nêm, nhấp nhô đầu người, đen xì cả vùng. Cảnh tượng hoàng chánh này, bất kỳ ai cũng đều sôi sục nhiệt huyết, hưng phấn không thể kiềm chế, tất cả các thiên tài kiệt xuất của các giới vực đều tập trung ở khu vực Thương Long. Lâm Nhất tính toàn thời gian, chuyện này đã diễn ra hơn nửa thời gian của con đường thông thiên. Thương Long cấm giới vô cùng quan trọng đối với mỗi một người, càng là bảo địa buộc phải đến đối với những yêu nghiệt muốn thể hiện thực lực của mình trong cuộc đấu tranh vạn giới. Đột nhiên, khí tinh nguyên trong thần điện trở nên vô cùng nóng bức, một luồng khí tức khô nóng lan rộng. Vù! Lâm Nhất ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở đôi mắt, ánh mắt bốc lửa nhìn thánh đàn ngàn trượng đó. Sắp đến rồi ư! Lâm Nhất lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên. Rất nhiều người trên quảng trường thánh đàn đều tỏ ra vô cùng trang nghiêm giống như hắn. Dưới con mắt của mọi người, thánh đàn cao đến ngàn trượng đột nhiên chấn rung, sau đó hào quang tỏa ra, xuất hiện rất nhiều đường vân cổ xưa. Khi những đường vân cổ xưa này hội tụ giao nhau trên đỉnh thánh đàn ngàn trượng, có tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên, sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Ầm. Ngọn lửa hào hùng khí thế hừng hực cháy trên đỉnh thánh đàn. Một cánh cửa thoát ẩn thoát hiện trong ngọn lửa, nhật diệu chi linh trong túi trữ vật của Lâm Nhất lập tức run lên. Cuối cùng Thương Long cấm giới cũng xuất hiện. Cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn ngọn lửa hừng hực cháy trên thánh đàn, Lâm Nhất khó mà giấu được vẻ kích động trên khuôn mặt anh Tuấn và trong đôi mắt đang ngước nhìn. Hắn chính là Lâm Nhất ư. Khi Lâm Nhất chậm rãi đứng lên, đi về phía thánh đàn, bất luận là thần điện hay bên ngoài thần điện. Rất nhiều ánh nhìn đều dồn đến hắn. Hắn xuất hiện khiến giữa bầu không khí khô nóng xuất hiện tiếng ồn ào bàn tán không nhỏ. Hiển nhiên trong nửa ngày, chuyện hắn đại chiến với hai giới vực đẳng cấp cao và đánh cho đối phương thê thảm nhếch nhác đã được truyền đi khắp nơi. Cái tên công tử táng hoa của Lâm Nhất, nay mới được không ai không biết, không ai không hay thực sự. Sau khi đi vào, đứng trước thánh đàn. Lâm Nhất cảm nhận được trở ngại vô hình giống như có luồng lực lớn bao quanh thánh đàn. Khác rồi. Lâm Nhất tự lẩm bẩm, trong mơ hồ, cảm nhận luồng lực lớn trước mặt, giống như thân mình Thương Long vẩn quanh thánh đàn. Đang trong lúc hoảng sợ hoang mang, trong luồng lực vô hình trước mặt bỗng nhiên có 7 ngôi sao rực rỡ lóe sáng. Dải sao này vô cùng rực rỡ, khoảnh khắc hào quang sáng lên.
cả thế giới như trở nên tối đen, mọi người trên quảng trường dường như đứng giữa dải ngân hà. Nhìn kỹ lại, bảy dải sao này giống như bảy cái thân mình của Thương Long. Liên kết lại với nhau chính là một bóng hình khổng lồ của Thương Long mênh mông bao la không thể tưởng tượng, cho người ta cảm giác vô cùng hoành tráng bá đạo. Thương Long thất túc. Lâm Nhất suy nghĩ, thấp thoáng cảm thấy bảy dải sao trước mắt dường như có quan hệ đối ứng nào đó với Thương Long thất túc trên bầu trời sao mênh mông thực sự bên ngoài con đường thông thiên. Doạt! Trong lúc hắn trầm tư, có tinh quang chói mắt dâng lên, bắn về phía dải sao nào đó trong bóng hình khổng lồ của Thương Long. Sau khi tinh quang này chìm vào trong đó, xung quanh dải sao lập tức có 18 ngôi sao tỏa ánh sáng yếu ớt được thắp sáng, cả dải sao lấp lánh rực rỡ. Trong khí tức mênh mông tráng lệ, khiến người ta cảm nhận được khí tức của sinh mệnh, vô cùng kỳ lạ. Vù, vù, vù. Sau đó, lại có 4 đường tinh quang chói mắt bắn vào trong đó. Đường dáng mờ mờ của bóng hình khổng lồ Thương Long dần dần hiện rõ, không cần nghĩ. Có lẽ người trưởng quản của ngũ đại tinh diệu chi linh khác, bắn tinh diệu chi linh vào trong đó. Lâm huynh, đến lượt ngươi rồi. Người trưởng quản của hỏa diệu chi linh mỉm cười với Lâm Nhất. Lâm Nhất gật đầu, người này là người thân thiện nhất với hắn trong số người trưởng quản của ngũ đại tinh diệu chi linh. Mấy người khác, ít nhiều trong đáy mắt cũng có vẻ khinh thường và kiêu ngạo, chỉ là che đậy khá tốt. Nhật diệu chi linh khắc phù văn thần bí. Lập tức được Lâm Nhất lấy ra từ túi chữ vật, bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc 7 ngôi sao lớn trong bóng hình khổng lồ của Thương Long lần lượt được thắp sáng, chỉ còn lại Nguyệt Diệu Chi Linh chưa xuất hiện. Mọi người bàn tán xôn xao, đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc người trưởng quản của Nguyệt Diệu Chi Linh là ai. Nhưng người này vẫn chưa xuất hiện, đúng lúc người trưởng quản của ngũ đại tinh Diệu Chi Linh cau mày, sắp mất kiên nhẫn thì có tiếng cười lớn vang lên giữa trời đất. Bình tĩnh chớ nóng vội, sẽ mở cửa cho các ngươi. Tiếng cười vang vọng khắp trời đất, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng người thực sự, dường như hắn ta ở khắp mọi nơi. Vù! Đúng lúc ánh mắt mọi người lướt nhìn khắp 4 phía xung quanh, một đường tinh quang vụt qua giữa bầu trời, bắn vào trong ngôi sao cuối cùng trong bóng hình khổng lồ của Thương Long. Ầm! Trong nháy mắt, cả Thương Long sống dậy. Đây là một cảnh tượng rất chấn hãi. Vô số ngôi sao tổ hợp thành một bóng rồng hùng vĩ, thánh đàn ngàn trượng giống như cột sống của Thương Long cao chót vót. Khi bóng hình khổng lồ của Thương Long bắt đầu xoay chuyển, rất nhiều ngôi sao xoay chuyển theo, kéo theo cả không gian trên quảng trường thánh đàn cũng chuyển động theo. Vẻ mặt Lâm Nhất hơi biến sắc, lúc Thương Long cựa quậy dường như chiếm hết cả không gian. Nhưng hình như không đúng lắm, nếu thực sự chiếm hết không gian. Hắn chỉ hơi cử động thì cả không gian cũng sẽ nổ tung, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Thời không áo nghĩa. Lâm Nhất cảm thấy không chỉ liên quan đến không gian, mà còn liên quan đến áo nghĩa thời gian, chỉ là ý cảnh đẳng cấp này thực sự quá cao, hắn hoàn toàn không thể hiểu. Nhưng có thể quan sát kỹ Thương Long do ngôi sao hợp thành này một lượt, kiếm uy Thương Long sẽ được lợi. Ầm ầm. Cuối cùng tất cả ngôi sao và dải sao đều bị ngọn lửa hừng hực trên đỉnh thánh đàn nuốt chửng trong lúc chuyển động, quang môn vốn hư ảo trong ngọn lửa dần hiện lên. Khi cả bóng hình khổng lồ của Thương Long hòa vào trong đó, cánh cửa cổ xưa trong ngọn lửa hoàn toàn thành hình. Rất nhiều tinh diệu chi linh rơi xuống như sao băng, Lâm Nhất đưa tay nắm lấy Nhật diệu chi linh. Lướt ánh mắt qua, phát hiện Vũ Hạo Thiên nắm Nguyệt diệu chi linh đứng ở một góc trong đám đông. Vũ Hạo Thiên nhìn sang Lâm Nhất, khóe miệng cong lên ý cười, thân hình lại biến mất. Giấu đầu hở đuôi, chỉ là con khỉ thôi, người này sao sánh được với ngươi. Người trưởng quản của hỏa diệu chi linh cười với Lâm Nhất, không coi Vũ Hạo Thiên ra gì. Lâm Nhất không đáp lời, tuyệt đối không thể coi thường Vũ Hạo Thiên này, lần này ở Thương Long cấm giới, nếu có cơ hội bắt hắn ta, thì không thể để hắn ta chạy thoát. Nếu không sau này ắt thành đại họa. Cạch cạch cạch. Cánh cửa trên thánh đàn chậm rãi mở ra, một luồng khí tức cổ xưa mang theo thăng trầm của năm tháng lập tức tràn ngập thế gian, lúc này, người nào cũng bất giác kích động. Ầm. Nhưng khi mọi người muốn bay lên không trung sông về phía cánh cửa của Thương Long cấm giới, đột nhiên giữa bầu trời xuất hiện luồng uy áp hào hùng. Khoảnh khắc luồng uy áp xuất hiện, người trong thần điện đều cảm nhận được áp lực to lớn, giống như có dãy núi đè lên vai mình, không thể nhúc nhích.
Thương Long thất tử. Bảy bóng hình từ xa đến gần, chậm rãi bay về phía quang môn cổ xưa trên thánh đàn, lúc này cả trời đất trở nên tĩnh lặng. Cùng với sự xuất hiện của bảy người này, bầu không khí cả trời đất đều trở nên vô cùng áp bức. Bảy người lướt qua giống như lời tuyên bố vô hình, ai mới là nhân vật chính thực sự của khu vực Thương Long này? Đây chính là bảy người đứng đầu trên bảng Thương Long ư. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, trong mắt lóe lên tia kỳ dị, chẳng trách đám người này không quan tâm ai nắm giữ tinh diệu chi linh. Vốn không cần thiết, khí tức trên người mỗi một người đều mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng, nếu thực sự muốn, e rằng chỉ cần một câu nói. Nhưng thấy không cần lắm, không sao hết. Thanh niên áo đen dẫn đầu là La Chấn, đứng đầu Thương Long, được gọi là đầu rồng, người mặc đồ trắng là Quân Mộng Trần, người bên cạnh hắn ta là Tần Lâm. Người trưởng quản của Hỏa Diệu Chi Linh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất, giới thiệu với hắn bảy người này. Lâm Nhất cười, đáp lại ý tốt của đối phương. Sau khi bảy người này lần lượt tiến vào, bầu không khí vô cùng áp bức giữa trời đất mới biến mất hoàn toàn. Quảng trường thánh đàn nóng bức trở lại, vô số bóng hình bay lên không trung, lần trước tiến vào cửa Thương Long cấm giới. Lâm Nhất, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy người trong Thương Long cấm giới. Trong đoàn người giới vực huyết cốt ở phía không xa, Liễu Mộ nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Lâm Nhất hơi nheo đôi mắt, không hề quan tâm, cười nói cứ chờ xem. Bù! Vừa dứt lời, hắn bay lên không trung, cùng với đám đông bay vào trong quang môn sừng sững trên thánh đàn. Khoảnh khắc tiến vào quang môn cổ xưa đó, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được không gian dao động vô cùng dữ dội, hắn đứng trong bầu trời sao vô cùng hùng vĩ mênh mông. Trong bầu trời sao bao la vô tận, có vô số bóng hình khổng lồ của Thương Long hùng vĩ đến không thể hình dung được hình thành. Thương Long này sừng sững trong vũ trụ, áp bức người ta không thở nổi. Sau đó tầm nhìn mờ dần, hắn thấp thoáng cảm thấy cơ thể mình bị sức mạnh không gian vô cùng cường mạnh bao quanh, bay về phía bóng hình khổng lồ Thương Long. Thời gian dần trôi, trời xoay đất chuyển. Đến khi Lâm Nhất nhìn rõ được trở lại, bàn chân đã dẫm lên trên mặt đất. Lọt vào mắt là cảnh hoang tàn đổ nát vô tận. Ngay cả bầu trời cũng không có sinh khí, hiện ra màu xám xịt chết chóc hiếm thấy, ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại không đến mức quá âm u. Ngước mắt nhìn ra xa, mảnh không gian này cực kỳ rộng lớn, đâu đâu cũng tràn ngập vẻ tiêu điều. Ở thời đại thượng cổ, chắc hẳn chỗ này đã từng xảy ra một trận chiến tranh khủng bố. Phía cuối tầm mắt, trên trời còn có rất nhiều cái khe đến giờ vẫn chưa khép lại. Bỗng dưng, trên bầu trời xám xịt chợt lóe lên một tia sét. Khoảnh khắc ánh sáng chiếu sáng khắp không trung, có từng hình ảnh xa xưa xuất hiện một cách quỷ dị. Trong khung ảnh có hai bên quân đội đang chém giết kịch liệt, võ học đáng sợ không tài nào tả nổi phát ra dị tượng kinh ngạc đánh nát tinh không. Lâm Nhất nhìn mà rung động không thôi, nhưng đến khi muốn xem rõ hơn thì hình ảnh lại lập tức biến mất theo tia sét. Tựa như những gì nhìn thấy ban nãy chỉ là hình ảnh trong mơ, bầu trời vẫn là một mảnh xám xịt vắng lặng. Tia sét kia xuất hiện rất bất ngờ, sức mạnh còn khủng bố hơn cả kiếp thiên phách. Trong mảnh không gian này, vẫn nên không cần bay quá cao mới tốt. Lâm Nhất mặt mày nghiêm trọng, thầm cảnh giác. Bên cạnh cách đó không xa, có rất nhiều bóng người lần lượt rơi xuống, chắc là cánh cửa ánh sáng kia đã dịch chuyển mọi người đến đây. Bắt đầu hành động, việc cần nhất bây giờ là tìm được một cơ hội đột phá thiên phách nhị trọng thiên. Lâm Nhất nhìn lướt qua một vòng, âm thầm phân tích. Cái gọi là cơ hội có thể là thiên tài địa bảo hay đan dược thánh phẩm còn sót lại từ thời thượng cổ, hoặc nội đan của yêu thú. Chỉ cần là bảo vật quý hiếm, kết hợp với đan tinh thần trong tay Lâm Nhất thì kiếp thiên phách nhị trọng thiên sẽ chẳng mấy nguy hiểm với Lâm Nhất. Số lượng cao thủ trong Thương Long cấm giới rất nhiều. Không đột phá thiên phách nhị trọng thiên thì dù có nhiều con bài chưa lật đến mấy cũng sẽ không yên tâm. Không thì khi xảy ra tranh chấp với những kẻ nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh hay những cao thủ lánh đời, chưa nói đến việc có giữ được tính mạng hay không, nhưng ít nhất Lâm Nhất sẽ không có tư cách tranh giành bảo vật. Với Lâm Nhất, điều này là thứ mà hắn không thể nào chấp nhận nổi. Đặt ngựa huyết long xuống đất, bảo nó biến thành hình dáng thứ hai ngựa chiến thời thượng cổ. Lâm Nhất ngồi lên trên rồi xuất phát. Trước mắt, ngựa huyết long có hai dạng hình thái, một là mèo, một là ngựa chiến thời thượng cổ,
khi là mèo thì nó có thể phát huy ra sức chiến đấu, còn khi là ngựa thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn Lâm Nhất gấp mấy lần. Lâm Nhất mơ hồ cảm thấy hai hình thái kia cũng không phải là hình dạng cuối cùng của nó. Đợi đến khi huyết mạch lại mạnh lên thì có lẽ nó còn sẽ mang đến điều bất ngờ khác cho hắn. Tốc độ của một người một ngựa lên đường cũng coi như là cực nhanh trong Thương Long cấm giới. Lâm Nhất dần cảm nhận được sự nặng nề của không gian này, trong không khí phảng phất còn giữ lại mùi vị khốc liệt của trận chiến khi xưa. Có vài con chim xấu số bay quá cao trên trời bị tia chớp xé thành mảnh nhỏ, càng khiến hắn cẩn thận hơn. Nửa ngày sau, cảnh tượng mà Lâm Nhất gặp phải đã không còn đơn điệu như lúc ban đầu. Đôi khi sẽ xuất hiện một vài di tích của một môn phái nào đó. Hắn cũng sẽ dừng lại đi vào, nhưng tiếc là cũng không có tìm được bảo vật hiếm có nào. Trái lại, một vài bức hình và hoa văn trong di tích đã làm hắn hiểu biết hơn về Thương Long cấm giới này. Kiến trúc của khu vực này hình như là đối xứng với ngôi sao trên bầu trời Thương Long. Thương Long có 7 ngôi sao lớn, mỗi ngôi sao lớn có 18 ngôi sao nhỏ vần quanh, tổng thể có khoảng 126 ngôi. Nếu đúng là vậy thì không gian tên Thương Long cấm giới sẽ có khoảng 126 truyền thừa và 7 truyền thừa lớn tương ứng với Thương Long 7 tinh tú. Lâm Nhất đứng trước một bức tượng không trọn vẹn, quan sát những bức họa bên trên. Nếu vậy, thực ra toàn bộ Thương Long cấm giới chính là một tòa đại trận do 126 tông môn và 7 môn phái lớn tạo thành. Con đường thông thiên chia làm 4 khu vực lớn là Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Nếu mỗi cái cấm giới của một khu vực là một tòa đại trận thì chẳng phải có thể lắp ráp lại. Trời đất, vậy kia phải là một tòa trận pháp khủng bố cỡ nào chứ? Lâm Nhất ngẫm nghĩ một hồi chỉ cảm thấy tê cả da đầu và khó có thể tin. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới hoàn hồn lại, tiếp tục tìm kiếm trong mảnh di tích này. Hắn càng ngày càng tìm hiểu được nhiều tin tức hơn, 126 cái truyền thừa lần lượt chôn giấu ở trong 126 tòa tinh cung. Truyền thừa mạnh hơn thì ở trong 7 tinh tú của Thương Long lần lượt là Thiên, Nguyệt, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nó cũng chính là Nhật Diệu Tinh Cung, Nguyệt Diệu Tinh Cung, Kim Diệu Tinh Cung, Thổ Diệu Tinh Cung. Đợi đến khi toàn bộ truyền thừa của tinh cung đều được mở ra thì Thương Long Bảo Điện truyền thừa quan trọng nhất trong cấm giới cũng sẽ xuất hiện trong mảnh không gian thần bí này. Mình cũng không cần để ý tới những tinh cung bình thường kia, trực tiếp xông thẳng đến tinh cung đại biểu cho Thương Long 7 tinh tú là được. Chẳng mấy chốc, trong lòng Lâm Nhất đã có quyết định. Mấy tin tức này có thể tìm được trong di tích nên chắc cũng không phải bí mật gì. Chưa biết chừng đám giới vực cấp cao kia chưa tiến vào đã biết trước rồi. Lâm Nhất cũng không có thuận tay phá hủy những bức họa không hoàn chỉnh kia. Coi như tìm được vài tin tức hữu ích, nhưng bảo vật chân chính lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến Lâm Nhất có hơi thất vọng. 2 tiếng sau, Lâm Nhất bỗng dừng chân, bị cảnh tượng khủng bố trước mắt dọa ngây người. Không gian ở chỗ kia hoàn toàn vỡ vụn, từng tảng đá lớn nổi lơ lửng, bên trên là vô số cái xác. Nhìn ra xa là vô biên vô tận, chắc phải hơn mấy chục ngàn tảng đá. Điều khiến Lâm Nhất hoảng sợ là trong số những cái xác ấy đa số đều là tinh quân thượng cổ. Nhiều tinh quân thượng cổ như vậy đều chết trận. Không những hắn mà những anh tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao cũng chấn động trước cảnh tượng ấy. Sau nỗi hoảng sợ là sự điên cuồng bắn ra trong mắt. Bất cứ cái xác tinh quân nào cũng đồng nghĩa với một hòn đảo bảo vật cực kỳ quý giá. Huống chi là xác của tinh quân thượng cổ, bên trong ít nhất cũng có thiên tinh châu nên đương nhiên là vô giá. Nếu có đạo binh hay trong túi chữ vật còn giữ lại ngọc giản ghi lại công pháp gì đó cũng coi như là một kỳ ngộ hiếm có. Thiên tinh châu cũng không có sức hấp dẫn với Lâm Nhất mấy. Hắn từng luyện hóa một viên, lại luyện hóa tiếp thì tác dụng sẽ bị suy giảm. Cứ nhìn xem trước đã, hiếm lắm mới gặp phải một nơi có giá trị. Cơ thể Lâm Nhất nhoáng lên đã nhảy lên một tảng đá, cái xác bên trên vẫn giữ tư thế đứng thẳng. Vù! Nhưng tay hắn vừa đụng vào thì cái xác kia đã lập tức tan biến, trực tiếp hóa thành một đống cho cốt rơi xuống dưới tảng đá. Đừng nói túi chữ vật, ngay cả đạo binh trong tay và thiên tinh châu trong người cũng không giữ lại được. Thời gian đúng là vô tình. Lâm Nhất thở dài. Tinh quân chết trên chiến trường đúng là không thể so với tinh quân cố ý để lại truyền thừa.
chẳng mấy chốc, vẻ nóng bỏng trong mắt các anh tài kiệt xuất của những giới vực cấp cao khác cũng nhanh chóng phai nhạt. Song, họ vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong mảnh không gian này. Nhiều xác chết như vậy, chưa biết chừng vẫn còn có gì sót lại. Bù! Lâm Nhất vừa mới nhảy lên một tảng đá, còn chưa làm gì thì xác chết bên trên đã bị chấn thành bột mịn. Ngay khi Lâm Nhất cảm thấy chẳng phát hiện được gì nữa thì bất ngờ thấy trong tảng đá có cắm một thanh kiếm vẫn chưa tan biến theo xác chết. Đây là... Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kinh ngạc, điều này đúng là rất hiếm thấy. Đạo binh thượng cổ. Đằng sau bất ngờ vang lên một giọng nói, con người Lâm Nhất chợt co rút lại, xoay người nhìn ra sau. Chỉ thấy tảng đá bên cạnh có một bóng người gầy gò mặc áo xám, lặng yên không tiếng động hạ xuống. Trong mắt người đàn ông gầy gò lóe lên vẻ lạnh lẽo, trên người tràn ngập khí lạnh khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Lâm Nhất lập tức trở nên nghiêm trọng, nơi này đúng là đầm rồng hang hổ. Tên kia có thể đến gần rồi mới bị mình phát hiện thì e rằng thực lực cũng cực kỳ khủng bố, khó đối phó hơn Liễu Mộ của giới vực huyết cốt rất nhiều. Các hạ là ai? Lâm Nhất cẩn thận hỏi. Người đàn ông áo xám vẫn chưa trả lời, ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm kia. Nhàn nhạt nói, số người đúng là may thật đấy, không ngờ lại có thể gặp được đạo binh thượng cổ vẫn giữ được nguyên vẹn. Trong cái nơi quỷ quái này cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Ông ta thấy trong mắt Lâm Nhất lóe lên sát khí thì khẽ cười nói, ta cũng không cần thanh kiếm đó, đạo vận của đạo binh thượng cổ này chắc cũng đã biến mất đi nhiều nên ta sẽ không tranh với ngươi. Ta lại cảm thấy hứng thú với ngươi hơn là nó. Chỉ một anh tài kiệt xuất ở huyền hoàng giới vậy mà cũng có thể đi đến mức này thì đúng là kỳ tích. Có điều, vẫn còn kém một chút, đừng nói là tỏa sáng rực rỡ ở cuối con đường thông thiên, e rằng muốn vớt được chỗ tốt trong thương long cấm giới cũng khá khăn. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nhất như nghĩ tới gì đó, có vẻ người này cũng không có ý xấu gì mấy. Người đàn ông áo xám nhàn nhạt nói, còn nửa năm nữa thì cuộc tranh tài vạn giới cuối con đường thông thiên sẽ chính thức bắt đầu, nhưng muốn tranh tài ở đây thì không phải ai cũng có thể. Ít nhất phải khiến tên mình xuất hiện trên bảo kính thông thiên mới được. Xuất hiện trên bảo kính thông thiên chắc cũng không khó khăn lắm nhỉ, Lâm Nhất nhìn thẳng vào mắt đối phương, tùy tiện nói, những người trên bảng thương long chắc hẳn đều có tên trên bảo kính thông thiên đúng không? Đúng là thế thật. Người đàn ông áo xám lại xoay chuyển đề tài, cười nói, chỉ là tên xuất hiện thôi, nhưng trên bảo kính thì thực lực càng mạnh tên sẽ càng sáng. Theo thời gian dần trôi, nếu tên ngươi không thể tỏa sáng đương nhiên sẽ bị ánh sáng của người khác lấn át, lu mờ, đồng nghĩa với việc bị xóa tên. Người thật sự có tư cách tranh tài ở cuối con đường thông thiên chỉ có những cái tên tỏa ra sáng chói mắt trên bảo kính, chắc cũng chỉ 100 người là cùng, nhưng chưa biết chừng còn ít hơn. Trong mắt Lâm Nhất lộ ra nét kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy bí mật ấy. Mấy triệu người trên con đường thông thiên vậy mà cuối cùng chỉ có 100 người mới có tư cách tranh tài ở cuối con đường. Đây quả thật là rất tàn khốc. Bất ngờ lắm hả, người đàn ông áo xám cười nói, những người ở cuối con đường thông thiên ấy, chỉ là các tông môn siêu cấp của Đại Thế Côn Luân đều có tầm mắt cao cỡ nào chứ. Một vài anh tài kiệt xuất nổi trội cũng chưa thể tiến vào tông môn siêu cấp. Nếu chúng ta không có tiềm năng hơn người thì bọn họ sẽ nhìn ta bằng con mắt thế nào? Tuy trước mắt người rất nổi trội, nhưng muốn tranh tài trên con đường thông thiên thì vẫn còn kém xa. Người vẫn chưa thấy được cao thủ tuyệt đỉnh chân chính trên con đường này khủng bố cỡ nào đâu. Lâm Nhất ngước mắt nhìn qua, trầm giọng hỏi, người nói chuyện đó với ta làm gì? Người đàn ông áo xám bình tĩnh đáp, chỉ muốn cho người biết sự chênh lệch của mình với yêu nghiệt tuyệt đỉnh, để ngươi hiểu đi một mình sẽ không có tương lai. Anh tài kiệt xuất của giới vực cấp thấp muốn thay đổi số mệnh gần như là không thể. Hợp tác với ta, có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Hợp tác? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, thầm kinh ngạc, chắc lúc mình đánh nhau với đám người Liễu Mộ trên quảng trường đã khiến cho hắn ta chú ý. Khinh thực lực của ta. Người đàn ông áo xám thấy Lâm Nhất trần chờ bèn cười lạnh nói, ta đây suýt nữa đã giành được kim diệu chi linh mà trong tay ngươi cũng có chút con bài tẩy. Ta và ngươi hợp tác thì dù gặp phải kẻ nắm giữ ngũ diệu chi linh trong thương long thất tú cũng có đủ sức để tranh. Tên kia hình như hiểu lầm rồi. Lâm Nhất giải thích, không phải ta khinh thực lực của ngươi, chỉ là ta quen đi một mình,
nhưng kết bạn vẫn được. Trừ khi gặp phải vật nhất định phải tranh thì ta sẽ không ra tay với người. Vả lại, ta rất cảm ơn ngươi đã báo cho ta biết bí mật trong bảo kính. Còn nói người đến từ giới vực cấp thấp không có cơ hội nào thì ta thật sự không tin. Ai nói giới vực cấp thấp thì phải kém hơn người khác, Lâm Nhất vẫn một lòng hướng kiếm, trên đường đi chưa từng dao động dù là mảy may. Thú vị! Người đàn ông áo xám cảm nhận được sự kiên định và cố chấp của Lâm Nhất thì cười nói, ta sợ đả kích ngươi, thực ra vẫn chưa nói thật nên còn không nhận rõ được sự thật. Dù là sao sáng cũng sẽ ngã xuống, chiến mã rồi cũng thành ngựa chết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn ta thấy Lâm Nhất cố chấp như vậy bèn dán cho cái mác chắc chắn sẽ ngã xuống rồi không còn hứng thú nữa. Đúng rồi, ta tên Trần Tầm. Không gian nơi quỷ quái này sắp bị đánh nát nên có thể thấy trận chiến hồi đó tàn khốc cỡ nào, không còn sót lại thứ tốt nào cả. Ngươi vẫn nên sớm đi tìm truyền thừa tinh cung đi, đừng lãng phí thời gian nữa, ta đi đến Thương Long Thất Tú trước đây. Người đàn ông áo xám trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở Lâm Nhất một câu. Lâm Nhất nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, khẽ cười nói với Tiểu Hồng trên vai, đúng là khinh người ghê. Đương nhiên. Người này cũng coi như có tư cách khinh bỉ hắn. Dù sao cũng là người từng tranh giành Kim Diệu Chi Linh, thực lực chắc chắn mạnh hơn xa đám Liễu Mộ. Nhưng sao ta lại thấy không phục như thế chứ? Lâm Nhất híp mắt lại, cong môi cười, Thương Long Thất Tú à, không vội, rồi ta cũng sẽ đi thôi. Tuy thần lại nhảy Trần Tầm qua lại như một cơn gió và nói khiến người ta có chút chán ghét. Nhưng lời của hắn ta vẫn khá có lý. So với những yêu nghiệt tuyệt đỉnh khác trên con đường thông thiên thì hiện nay mình vẫn hơi non. Tu vi mãi là cái lạch trời, gặp đường cùng dựa vào kiếm ý bù lại tu vi thì sẽ càng khó khăn, vì yêu nghiệt chân chính chắc chắn cũng sở hữu ý chí võ học lợi hại. Có lẽ phải xông pha một phen trong Thương Long cấm giới này mới được. Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe, hắn có một cái suy nghĩ lớn gan, định xông thẳng vào thiên phách tam trọng thiên tại nơi này. Tầm mắt đánh giá vài vòng chiến trường ngổn ngang hòn đá này, vẫn còn rất đông người trên những hòn đá kia, chắc ít nhiều gì vẫn có chút thu hoạch. Có cần phải tìm tòi tiếp không? Lời nói của Trần Tầm cũng không phải không có lý, nơi đây đã bị trận chiến khủng khiếp năm xưa phá hủy, rất khó mà có bảo vật chân chính còn sót lại. Vẫn nên đi đến tinh cung ẩn chứa truyền thừa tông môn, hoặc là trực tiếp xông đến Thương Long Thất Tú. Nơi đó có truyền thừa của 7 đại tông môn siêu cấp lưu lại. Cứ thử xem thanh đạo binh này trước đã. Lâm Nhất quay đầu lại, nhìn về phía thanh kiếm cắm trên tảng đá. Chủ nhân của đạo binh đã tan biến theo chiều gió nhưng nó vẫn còn, chắc hẳn hồi xưa cũng là một thanh thần binh sắc bén. Nhưng khi Lâm Nhất sắp cầm lấy nó lại khựng lại, chợt nhớ đến một chuyện, thể đoạn kiếm của mình sẽ không ảnh hưởng đến thanh đạo binh này chứ. Mặc kệ nó, Lâm Nhất trực tiếp vươn tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó lập tức cảm giác được một luồng phong mang vô cùng sắc bén. Rắc, ngay khi mũi kiếm bị rút ra, vết rỉ sét lần lượt bong ra. Chỉ một lát sau, thanh kiếm cổ phủ đầy bụi kia đã trở nên sáng loáng đầy sắc bén. Ong, ong, ong. Nhưng bỗng dưng, thanh kiếm kia như cảm giác được nguy hiểm gì đó, thánh văn trên thân kiếm chợt tỏa sáng một cách mãnh liệt. Cả thanh kiếm đột nhiên reo lên liên tục, nó đang run rẩy và gần như là điên cuồng phát ra phong mang của mình do cảm nhận được sự đáng sợ nào đó trong cơ thể Lâm Nhất. Có điều một lát sau, mọi ánh hào quang của thanh kiếm ấy đã nhanh chóng lụi tắt, sau đó hóa thành một đống tro tàn. Cái này, Lâm Nhất nhìn chuôi kiếm trụi lùi, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước những thanh kiếm bị hắn cầm đều trực tiếp gãy, nhưng thanh này lại có vẻ khác biệt. Nó chống chọi được rất lâu và cuối cùng hóa thành cho tàn chứ vẫn không có gãy luôn như bình thường. Quá trình ấy giống như là một sự thử thách nào đó của thanh đoạn kiếm bị phong ấn sâu trong người hắn với thanh đạo binh kia. Xem ra cái gọi là thể đoạn kiếm cũng không phải là gãy kiếm thật. Nếu được thanh đoạn kiếm trong cơ thể mình chấp nhận thì mới có thể được mình nắm trong tay, không liên quan gì đến chất liệu của nó hết. Táng hoa không phải vì là kiếm gỗ nên mới có thể tránh thoát. Mà do bản thân nó có lai lịch phi phàm. Tiếc là, thanh kiếm kia có thể chống chọi được dòng thời gian, nhưng lại không thể tránh thoát được thể đoạn kiếm của mình. Vậy thì có vẻ mảnh chiến trường này vẫn còn vài thứ tốt, không đến nỗi chẳng có gì như lời Trần Tầm nói.
Giờ, hắn vẫn chưa đột phá thiên phách nhị trọng thiên, đến thương long thất tú gặp phải đám người cạnh tranh cỡ Trần Tầm thì vẫn hơi quá sức. Cứ tìm xem tiếp đã. Lâm Nhất quyết định tiếp tục tìm kiếm trong khu vực này. Sau khi đi sâu vào trong, khu vực này cũng trở nên nguy hiểm hơn, có rất nhiều xác chết biến dị. Trước khi chết, họ chưa đạt tới tinh quân, chết rồi bị ma khí xâm nhập vào người hóa thành ma cương, hoành hành ở khu vực bên trong. Khi Lâm Nhất sắp tiến vào khu vực trung tâm thì trên một tảng đá bỗng dưng bay đến mấy bóng người đen thui, kéo theo từng cơn gió xoáy xông thẳng về phía Lâm Nhất. Chát, chát, chát. Một sợi roi ma ở đằng sau Lâm Nhất vung tới tựa như tia sét trực tiếp đánh bay đám ma cương kia. Lâm Nhất nhìn kỹ lại thì những con ma cương kia cũng khác với những con từng thấy trước đó, bên ngoài cơ thể đều xuất hiện biến dị, mọc đầy vảy đen, trên đầu có cái sừng, sắc mặt cũng xanh lè. Lạ thật! Lâm Nhất nhìn đám ma cương kia thì không khỏi cau mày. Xem ra khu vực này có chút vấn đề. Lâm Nhất híp mắt lại, nhìn vào chỗ sâu trong trung tâm. Nơi đó bao phủ một lớp sương mù mỏng, xung quanh nổi lơ lưng vô số đá vụn, trông có chút thần bí. Đi xem thử. Giao đám ma cương kia cho ngựa huyết long đối phó, cơ thể Lâm Nhất nhoáng lên nhanh chóng bay về phía khu vực bị sương mù bao phủ. Sau khi đến gần, sắc mặt Lâm Nhất cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm thấy được một khí tức vô cùng khủng bố trong lớp sương mù. Khí tức kia khiến hắn run rẩy, một nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng. Hay là... Lâm Nhất chợt thay đổi sắc mặt, trong lòng dần có suy đoán. Cút! Lâm Nhất vung tay lên đánh bay mấy con ma cương nhào tới rồi trực tiếp xông vào mảnh sương mù kia. Cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi, một tảng đá còn to hơn cả cung điện sáng lơ lửng trên không, xung quanh có vô số cái khe không gian còn sót lại. Giữa không trung còn lơ lửng rất nhiều xác chết với vẻ mặt dữ tợn, chúng vô cùng giống những con ma cương đã gặp ban nãy. Chắc hẳn thực lực của đám dị tộc kia phải cực kỳ mạnh mẽ, võ giả sau khi bị họ giết chết sẽ biến thành dáng vẻ của dị tộc. Rất nhiều xác chết dị tộc đều có một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái giữa trán, ngay khi bọn họ xông tới đã lập tức bị một ngón tay của kẻ địch đâm thủng và cướp đi tính mạng. Lâm Nhất liếc mắt một cái đã dừng lại trên tảng đá khổng lồ kia, chính giữa có một xác chết của một ông lão áo xanh đang đứng đầy hiên ngang bất khuất. Vẫn có thể nhìn rõ được quần áo trên người, thấp thoáng còn có thể thấy được long văn vần quanh. Chỉ từ quần áo thôi là đã đoán được trước đây ông ta đến từ một thế lực cực kỳ siêu đẳng. Càng khiến người ta kinh ngạc là dù đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng xung quanh ông ta vẫn tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế ấy trông như một luồng long uy, chắc cũng chỉ có nó mới khiến ông ta chết lâu như vậy rồi mà vẫn giữ được phong mang sắc bén như thế. Quả nhiên, đúng là không y như những gì ta đoán, đây là một vị còn ở trên tinh quân. Lâm Nhất đứng ở một chỗ trên tảng đá khổng lồ kia, khẽ nói. Vèo, vèo, vèo. Càng ngày càng nhiều có nhiều bóng người thoát khỏi sự đeo bám của ma cương xuất hiện trong khu vực này. Ngay khi nhìn thấy bóng người áo xanh trên tảng đá khổng lồ kia thì trong mắt đều toát ra nét kinh ngạc và hít ngược một hơi. Đây là một vị có cảnh giới bên trên tinh quân. Không giống lắm, hình như mới đột phá thần đan thôi. Khủng khiếp ghê, rốt cuộc hồi đó mảnh chiến trường này đã tàn khốc đến mức nào mà ngay cả đại năng cảnh giới thần đan cũng chết. Từng tiếng kinh ngạc bật thốt lên từ bốn phía, vô số ánh mắt nóng rực cùng nhìn về phía bóng người áo xanh trên tảng đá khổng lồ kia. Đều xê ra hết cho ta, khu vực này đã bị giới vực ma xa chúng ta chiếm đóng, những kẻ không liên quan cứ giết không cần hỏi. Nhưng bỗng dưng có hơn 10 bóng người xông tới, không chút khách sáo lạnh lùng nói với mọi người xung quanh. Lâm Nhất cũng chẳng lạ gì với tên cầm đầu, chính là Từ Khiết của giới vực ma xa kẻ chuẩn bị ra tay với mình ở quảng trường Thánh Đàn. Phụt! Những người vừa mới vào còn chưa kịp quyết định thì đám người kia đã ra tay. Thoáng chốc, đã có vài người trực tiếp rơi xuống từ trên không, bị đánh hộc máu. Thật bá đạo! Thủ đoạn của giới vực ma xa vừa sấm rền gió cuốn, còn tàn bạo ngang ngược. Những người còn lại lập tức biến sắc, cả đám vội vàng lùi lại. Trong thương long cấm giới, giới vực ma xa cũng không phải ai cũng chọc nổi. Trừ khi là giới vực có cấp bậc như những người nắm giữ ngũ đại tinh diệu, các giới vực khác hoàn toàn không đỡ nổi một kích.
thậm chí, còn không cần Từ Khuyết ra tay, những anh tài kiệt xuất ở giới vực ma xa cũng sẽ trực tiếp đứng ra dọn dẹp. Thoáng chốc, cảnh tượng còn ồn ào huyên náo ban nãy cũng chỉ còn lại một mình Lâm Nhất. Soạt, phút chốc, tất cả ánh mắt của những anh tài kiệt xuất của giới vực ma xa đều đổ dồn lên người Lâm Nhất. Không ngờ hai ta lại gặp lại nhanh như vậy, nếu giờ ngươi rời khỏi thì ta đây có thể để ân oán trên quảng trường thánh đàn qua một bên trước. Từ Khuyết đã sớm phát hiện ra Lâm Nhất, mặt mày lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, trên trán thấp thoáng vẻ kiêu ngạo. Có vẻ con ma sủng khó chơi kia của đối phương không ở bên cạnh, trong tình huống một mình như vậy, muốn chống lại giới vực ma xa cũng không phải điều dễ dàng gì. Nói gì thì cái xác kia cũng là do ta phát hiện trước, nếu muốn nói rời đi thì cũng phải là các ngươi mới đúng. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên, đừng nói hắn tới trước, dù không phải hắn thì Lâm Nhất cũng chưa chắc sẽ đi. Trong cơ thể cái xác kia rất có thể sẽ có thần đan, kia chính là bảo vật hơn hẳn Thiên Tinh Châu. Nó là tinh túy của đại năng thần đan, giống với Xá Lợi Tử trong Phật môn. Quả thật là vô cùng thích hợp để hắn đột phá lên Thiên Phách Nhị Trọng Thiên. Sát khí trong mắt Từ Khuyết lập tức bùng nổ, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, ngươi đừng được nước làm tới. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự có tư cách chống lại Thiên Phách Tứ Trọng Thiên. Trước đó trên quảng trường Thánh Đàn, nếu không có người ngoài nhúng tay vào thì ngươi đã sớm chết trong tay Liễu Mộ rồi. Sự khủng bố của Thiên Phách Tứ Trọng Thiên không phải là điều mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Hắn ta vừa nói, sát khí trên người càng trở nên mãnh liệt. Lâm Nhất lại chẳng coi nó ra cái đinh gì. Nếu Liễu Mộ không sơ suất, không đoán được đối phương có võ học tạo hóa thì đã chẳng bị thương. Huống chi, Liễu Mộ còn có con bài chưa lật. Nếu không có người trưởng quản ngũ đại tinh diệu chi linh nhúng tay vào thì một Lâm Nhất đã để lộ thực lực sớm hay muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Điều khiến hắn ta kiêng kỵ thật sự chính là con ma sủng kia, con mèo rồng kia quá quỷ dị, đạo binh nào cũng có thể dùng một cách linh hoạt. Đặc biệt là lúc nó lấy ra ma côn thiên khôi đã hoàn toàn áp chế Mạc Diễm, sau đó còn trêu chọc số lớn anh tài kiệt xuất của hai giới vực lớn, quả thật càng khiến hắn ta kinh ngạc không thôi. Trước mắt, ma sủng của hắn không ở bên cạnh, chỉ dựa vào một mình Lâm Nhất thì hắn ta quả thật chẳng để ý lắm. Chỉ cần có sự chuẩn bị trước đối với võ học tạo hóa kia và đỡ được thì trong mắt hắn ta đối phương cũng chỉ là một tên rác rưởi, có thể tùy tiện nắn bóp mà thôi. Soạt. Cùng lúc đó, những người khác của giới vực ma xa cũng im lặng tản ra và tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiếp người. Lâm Nhất, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức, biến mất khỏi trước mặt ta ngay. Mặt mày Từ Khuyết tràn ngập lạnh lẽo, chân nguyên trong người không ngừng quay cuồng, bốn khí hải lớn cũng lặng lẽ khởi động. Nếu không phải cái xác kia có chút kỳ lạ, chưa biết chừng lát nữa sẽ gặp phải rắc rối. Khiến hắn ta không muốn làm to chuyện thì đã sớm không còn kiên nhẫn rồi. Xong, sự kiên nhẫn của hắn ta cũng là có hạn. Nếu đối phương không đồng ý thì cũng đừng trách hắn ta ác độc. Lâm Nhất cũng lười nói nhảm với tên kia, nụ cười trên mặt chợt tắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trực tiếp đáp lại bằng một chữ. Cút, cút, ngay khi câu nói không chút nể nang gì kia phát ra từ trong miệng Lâm Nhất thì sắc mặt Từ Khuyết gần như lập tức đen như đít nồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lạnh lùng nói, rác rưởi giới vực cấp. Thấp, nể mặt còn không biết điều, ra tay, làm thịt hắn. Từ Khuyết vừa dứt lời, hơn 10 người của giới vực ma xa đã sớm tản ra lập tức bùng nổ ra chân nguyên cuồn cuộn. Giết! Hơn 10 bóng người trực tiếp đạp nát tảng đá dưới chân, thế công mạnh mẽ lập tức bao vây Lâm Nhất. Kiếm uy thương long! Mặt mày Lâm Nhất lạnh lẽo như băng, chợt nghĩ. Kiếm ý bàng bạc hóa thành bóng thương long gào thét xuất hiện, thoáng chốc đã bọc lấy quanh người. Gào. Cùng tiếng rồng ngâm khủng bố, hơn 10 người xông tới lập tức lún vào kiếm ý. Thương long bơi lội gào thét, thoáng chốc đánh bọn họ bay tán loạn, vội vàng bỏ chạy. Từ Khuyết hết sức sợ hãi, hoàn toàn không đoán được nhiều tinh anh của giới vực ma xa như vậy lại đối phó Lâm Nhất mà đến gần hắn thôi cũng làm không được, bèn vội vàng quát đừng hoảng. Cùng nhau ra tay, đánh nát kiếm ý quanh người là được. Nhưng hắn ta vừa nói xong thì kiếm uy thương long đã ầm ầm nổ tung, trực tiếp đánh bay hơn 10 người kia ra ngoài. Một bóng người màu xanh nhanh như chớp tới gần, kiếm ý thương long bàng bạc lập tức chui vào trong cánh tay Lâm Nhất. Thoáng chốc,
có một bàn tay đập thẳng vào ngực hắn. Ầm. Trong tiếng nổ như sấm rung chớp giật, cơ thể Từ Khuyết lập tức lùi lại, tim gan phèo phổi quay cuồng lộn tùng phèo. Sắc mặt hắn ta hoảng sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Tuy một trường kia không có đánh nát chân nguyên hộ thể của hắn, nhưng kiếm ý khủng bố kia vẫn thẩm thấu vào. Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi ư. Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ cười cợt, nhàn nhạt nói, có vẻ chút thực lực ấy của ngươi, còn không bằng cả Liễu Mộ. Để ta giữ chân hắn, các ngươi tản ra hết đi, rồi tấn công hắn ngoài phạm vi của kiếm ý. Vẻ mặt Từ Khuyết tràn ngập dữ tợn, trong mắt quay cuồng sát khí, hiển nhiên không đoán được vừa gặp đã chịu thiệt lớn như vậy trong tay đối phương. Hôm nay, hắn ta quyết định dù có dốc hết sức cũng phải giết chết Lâm Nhất. Vèo. Từ Khuyết lắc mình một cái, trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Nhất, bốn khí hải lớn trong cơ thể đồng loạt khởi động. Cả người phát ra một sự dao động chân nguyên vô cùng đáng sợ. Sóng dao động ấy quả thật không hổ là cao thủ thiên phách tứ trọng thiên, nhìn từ xa thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi. Nhưng mặt mày Lâm Nhất vẫn vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh ứng đối, lơ lửng giữa không trung không chút lùi lại. Vèo, vèo, vèo. Trong khi hai người đang đánh nhau, các tinh anh khác của giới vực ma xa cũng làm theo lời dặn của Từ Khuyết, vô số sát chiêu ập đến từ xa. Tuy khoảng cách khiến sức mạnh của chúng yếu đi rất nhiều, nhưng số lượng chất chồng lên nhau trông vẫn khá là nguy hiểm. Tên này, đúng là vô liêm sỉ mà. Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ sắc lạnh, lập tức định lấy ra kiếm ý thông thiên, một kiếm chết chết đối phương. Song ánh mắt hắn lại lập lòe, do dự một lát cuối cùng vẫn không ra tay. Trước mắt, còn không phải là lúc sử dụng con bài chưa lật đó, tạm thời chơi đùa với hắn trước chút đã. Chỉ một lát sau, cả hai đã đánh với nhau hơn 10 chiêu. Dưới đòn tấn công của một đám người, kiếm uy thương long của Lâm Nhất rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Chậc chậc, để ta xem coi ngươi còn có thể cầm cự đến lúc nào. Mắt thấy thắng lợi đang đến, Từ Khuyết nhe răng cười, lạnh lùng nói. Phụt. Nhưng lời nói của hắn ta còn chưa dứt thì đằng sau đã truyền đến từng tiếng hét thảm, không ngờ lại là ngựa huyết long chạy đến. Nó cầm lưỡi dao ảo, không ngừng dịch chuyển trong không trung, nơi đi qua máu tươi bắn ra như suối. Chân nguyên hộ thể của đám tinh anh thuộc giới vực ma xa y như một tờ giấy mỏng trước lưỡi dao ảo. Khốn kiếp, sao con mèo đó lại đến đây? Giờ đây, Từ Khuyết quả thật sợ hãi đến cùng cực. Hắn ta dám ra tay với Lâm Nhất là vì ngựa huyết long không có mặt ở đây, nghĩ bụng có thể ỷ vào số đông trực tiếp khiến Lâm Nhất tiêu hao đến chết. Sự thật cũng đúng là như thế, trong tình huống mà Lâm Nhất không dùng đến con bài chưa lật thì quả thật đã bị dồn đến có chút chật vật. Nhưng giờ, ngựa huyết long lại chặt tới, tức thì phá hủy kế hoạch của hắn ta nên trong lòng chợt nảy ra ý muốn rút lui. Đi được chắc. Không có hơn 10 người đằng xa làm phiền, kiếm ý vốn hơi ảm đạm đi trên người Lâm Nhất chợt bùng nổ, tỏa ra khí thế phong lôi kinh người. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Ầm ầm. Khi kiếm ý thông linh lại trở về đỉnh phong, trên người Lâm Nhất chợt vang lên tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Cùng với đó là từng trận gió lốc như mãnh thú thái cổ rít gào, tiếng sấm đi đùng như muốn chấn nát vòm trời. Thương long phần thiên thủ. Chưa chờ đối phương phản ứng lại, Lâm Nhất giơ tay lên rồi đánh ra một trường. Vuốt rồng màu đen lập tức che khuất nửa vòm trời y như muốn xé rách nó, trực tiếp đánh vào trên người Từ Khuyết. Sắc mặt hắn ta thoáng chốc trắng bệch, hét lên một tiếng, ỉ vào bốn khí hải lớn trực tiếp đỡ lấy một kích khủng bố kia. Thần dương toái thiên ấn. Còn chưa kịp may mắn, sát chiêu của Lâm Nhất đã đánh đến trước mặt. Một kim xí thần nhân cao trăm trượng chợt xuất. Hiện đằng sau, lòng bàn tay tự thành một giới, ấn ký xa xưa giống như ánh mặt trời sáng lấp lánh lập tức chiếu sáng cả một mảnh không gian tỏa sáng rực rỡ. Lại là chiêu này. Trong mắt Từ Khuyết lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng may hắn ta đã sớm đề phòng chiêu đó. Ngay khi ánh vàng rực rỡ ấy chiếu lên người thì lập tức lấy ra tuyệt học đã chuẩn bị từ trước. Ma quang long giáp. Trên người hắn ta lập tức xuất hiện ma quang quỷ dị ngưng tụ thành một con rồng rồi biến thành một cái áo giáp bọc lấy Từ Khuyết. Ầm.
Khi ấn ký xa xưa kia đánh lên giáp rồng, thoáng chốc đã phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng tiếng nổ dai dẳng không ngừng vang lên khắp đất trời. Một kích khiến người ta hết sức sợ hãi kia lại chỉ khiến ma quang long giáp xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ha ha ha, võ học tạo hóa cấp vương giả cũng chỉ có thế. Từ Khuyết lập tức cười to, đúng như những gì hắn ta đoán, chỉ cần có sự chuẩn bị thì với cảnh giới kia của đối phương ma thi triển võ học tạo hóa cấp vương giả hoàn toàn không có gì đáng sợ cả, chỉ cần đề phòng kỹ trước là được. Hôm đó, Liễu Mộ cũng chỉ vì quá coi nhẹ đối phương nên mới chịu thiệt thôi. Lâm Nhất, ngươi cứ chờ coi, ta sẽ không để ngươi lấy đi cái xác kia một cách dễ dàng như vậy đâu, Từ Khuyết cười gằn, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo khiếp người. Hắn ta nghĩ kỹ rồi, chỉ cần rời khỏi nơi này. Sau đó, thông báo cho Liễu Mộ và Mạc Diễm, chắc hẳn đám người kia cũng rất là hứng thú với tung tích của Lâm Nhất. Hẹn gặp lại. Trong tiếng cười to, Từ Khuyết nhanh chóng lùi lại. Ngu ngục. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, trong mắt kim sĩ thần nhân cao trăm trượng đằng sau chợt ngưng tụ ánh sáng, hai cánh chim màu vàng khổng lồ chợt mở ra. Ngay khi nó hoàn toàn mở ra, ánh sáng của toàn bộ đất trời đều ngưng tụ trên người kim sĩ thần nhân, không gian lập tức tối sầm. Có một thần uy vô hình bao phủ khắp đất trời. Nụ cười trên mặt Từ Khuyết chợt tắt, hoảng sợ phát hiện tốc độ của mình thế mà lại trở nên vô cùng chậm chạp. Giờ đây, Từ Khuyết cảm thấy hết sức khủng hoảng, tu vi thiên phách tứ trọng thiên của hắn ta thế mà lại bị dị tượng của sát chiêu ấy khóa lại trong tích tắc. Sao có thể thế được? Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất hủ. Lâm Nhất lơ lửng trước mặt kim sĩ thần nhân, tóc bay phấp phới, trên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn tỏa ra khí khái hiên ngang, vầng trán lộ rõ sự kiêu ngạo không ai bì nổi, điên cuồng không thôi. Bóng dáng hắn lập tức biến mất, đợi đến khi xuất hiện, năm ngón tay siết chặt giống như mặt trời ban trưa trực tiếp đánh lên người đối phương. Rắc, 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 rắc. Ma quang long giáp trên người Từ Khuyết thoáng chốc bị đánh nát bấy, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn ta lập tức bay ngược ra sau, liên tục đập bể một loạt những tảng đá khổng lồ, mỗi khi đập bể một tảng đá lại phun ra một ngụm máu tươi. Thoáng chốc, máu tươi chảy ra như suối. Đợi đến khi ngừng lại, sắc mặt Từ Khuyết đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể suy yếu như cành liễu, như mất nửa cái mạng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất. Trong mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi, sự kiêu ngạo và ngông cuồng ban nãy chẳng còn sót lại chút nào. Chạy, chạy, chạy. Từ Khuyết lập tức xoay người bỏ chạy, không dám nấn ná hay nói thêm câu nào, càng chẳng dám liếc Lâm Nhất lấy một cái. Loại tôm tép nhãi nhép, đúng là chán sống. Kim sĩ thần nhân sau lưng chậm rãi biến mất, trên trán Lâm Nhất toát ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng. Vèo. Ngựa huyết long đuổi cổ đám người kia đi xong định đuổi theo Từ Khuyết, trực tiếp giết chết đối phương. Đừng đuổi theo. Lâm Nhất gọi một tiếng, ngựa huyết long lóe lên vài cái đã rơi lên vai của hắn. Cái loại đó hắn đây cũng chướng mắt, nếu không phải không muốn để lộ con bài chưa lật thì đã có thể thoải mái giết chết đối phương trong vòng 10 chiêu rồi. Chạy cũng chạy, giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Không cần thiết phải lãng phí thời gian lên người của một tên rác rưởi. Canh giữ giúp ta, đừng để người khác xông tới. Lâm Nhất híp mắt lại, nhìn về phía tảng đá có ma thi vần quanh và còn khổng lồ hơn một tòa cung điện ở sâu trong sương mù. Đây mới là chuyện quan trọng. Là cơ hội để hắn đột phá thiên phách nhị trọng thiên, lột xác và thay da đổi thịt. Bên ngoài lớp sương mù dày đặc, những người bị giới vực ma xa đuổi đi ban nãy đều quay xung quanh, tiếng oán giận không ngừng vang lên. Nghĩ cái xác của đại năng cảnh giới thần đan kia rất có thể còn sót lại thần đan, chưa biết chừng còn có đạo binh hay võ học gì đó. Không thì, cũng có một chút đạo vận, riêng luồng long uy bàng bạc kia thôi cũng đã khiến lòng người run sợ. Thì có thể thấy sẽ có nhiều chỗ tốt như thế nào, song giờ lại bị giới vực ma xa chiếm làm của riêng nên sao họ có thể cam tâm. Bỗng dưng, từng bóng người giống như bị ma đuổi chật vật chạy ra từ trong lớp sương mù, hầu như ai cũng bị thương trông vô cùng thê thảm. Nhìn kỹ lại thì đều là những tinh anh của giới vực ma xa. Thủ lĩnh Từ Khuyết kia lại càng thảm, quần áo rách nát, tóc tai rối bù, cả khuôn mặt cũng trắng bệch như tờ giấy.
Mọi người lập tức kinh ngạc, chuyện gì thế này? Từ cao thủ cho đến thủ lĩnh của giới vực ma xa đều bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn bị thương rất nặng, không còn đủ sức đánh một trận. Bộ dạng này quả thật quá thê thảm. Nhưng dù sao Từ Khuyết cũng có tiếng là độc ác, mặc dù đang rất nhếch nhác, cực kỳ suy yếu nhưng ánh mắt vẫn hung ác nhìn lướt qua bốn phía, không ai dám nói lời nào, chỉ có thể im như ve sầu, nửa chữ cũng không dám nói. Khỉ gió, rốt cuộc con mèo xảo trá đó từ đâu xuất hiện? Từ Khuyết vẫn canh cánh trong lòng về ngựa huyết long đột nhiên chen ngang. Nếu biết trước con ngựa huyết long này đang ở gần đó, hắn ta sẽ không lỗ mãng như vậy, bây giờ hối hận cũng vô ích. Coi như hắn ta đã được chứng kiến một khi Lâm Nhất không bị trói buộc sẽ bộc phát thực lực đáng sợ đến mức nào. Loại võ học tạo hóa đó khiến người ta phải tuyệt vọng, có lẽ những ai có tu vi thấp hơn sẽ bị đối phương đánh cho nổ tung ngay tại chỗ. Chết tiệt, ta không nuốt trôi cục tức này. Vẻ không cam lòng sôi trào trong mắt Từ Khuyết, hắn ta trầm giọng, đi tìm Liễu Mộ, chỉ cần Lâm Nhất dám ở lại đây, Từ Khuyết ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Người này đã bị thương như thế mà vẫn không kiềm chế được bản tính tàn nhẫn, có thể thấy hắn ta thù dai cỡ nào. Vèo, vèo. Sau khi họ đã đi xa, mọi người mới định thần lại, sâu trong lòng cũng khó che giấu được sự chấn động. Hóa ra là do công tử Táng Hoa Lâm Nhất làm. Vừa rồi hắn đang ở trong đó hả? Người này thật kín tiếng, ta không để ý luôn. Ha ha, đáng đời đám người này. Ai cũng tỏ ra hả hê, mặc dù Lâm Nhất ở trong đó họ cũng không dám tự ý xông vào, nhưng dù sao cũng hả lòng hả dạ hơn là để giới vực ma xa độc chiếm cơ duyên. Chấm chấm chấm. Sâu trong khu đá lộn xộn ma vụ mù mịt, Lâm Nhất đi ngang qua những con ma thi, lại gần một tảng đá khổng lồ như cung điện. Khi hắn sắp tới gần, long uy vô hình kia đột nhiên hiện thân. Một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị trước mặt Lâm Nhất. Trong đôi mắt rồng tỏa ánh sáng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lập tức khiến hắn toát mồ hôi lạnh, run rẩy cả người mà không dám sằng bậy. Cứ như linh hồn sắp bị long uy này phá vỡ, hơi thở tử vong bao trùm lấy toàn thân. Nhưng vào thời khắc không cho phép bùng nổ này, trong cơ thể Lâm Nhất có tiếng kiếm vang lên, là kiếm ý thông thiên phóng thích do cảm nhận được uy hiếp. Kiếm ý mênh mông tập trung lại như một ngọn lửa đang cháy ở sâu trong mắt Lâm Nhất, tạo thành ngọn lửa vàng chồng lên đôi mắt của hắn. Ngọn lửa vàng trong mắt bắn ra những tia sáng vô song làm cho đại thế của thế giới này dung hòa với kiếm thế trong cơ thể hắn, đối mặt trực tiếp với cái đầu rồng đột nhiên xuất hiện này. Bùm! Sự đối kháng này bộc phát khí tượng vô cùng khủng khiếp, kiếm quang và long uy hòa vào nhau, tranh tài với nhau không nhân nhượng. Hồi lâu sau, đầu rồng mới từ từ tiêu tán rồi biến lại vô hình. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch, nói thầm một tiếng may mắn. Hắn đã liệu trước được rằng sẽ có nguy hiểm rất lớn, không ngờ khi đến thật lại đáng sợ như vậy. May mà hắn có kiếm ý thông thiên, nó đã cứu hắn một mạng vào thời khắc nguy hiểm khi chân nguyên và khí lực đều bị trói buộc. Lâm Nhất khẽ nheo mắt nhìn về phía tảng đá khổng lồ kia. Hắn cảm nhận được long uy đang từ từ tiêu tán. Hô! Hắn không chần chừ nữa, ngay lập tức tới gần tảng đá khổng lồ. Khi chân vừa chạm đất, hắn cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, buộc phải cúi người ngồi xổm xuống đất. Khi hắn chậm rãi đứng dậy nhìn người áo xanh ở chính giữa tảng đá, sắc mặt lập tức thay đổi. Trẻ quá! Lâm Nhất bất giác lên tiếng. Lúc trước nhìn từ xa, hắn cảm thấy người áo xanh này có khí tức mạnh mẽ, ấn tượng ban đầu cho rằng đó là một vị tiền bối. Nhưng không ngờ trông đối phương chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi, nhiều nhất cũng không quá 30. Đáng sợ! Còn trẻ thế mà đã vượt qua tinh quân. Lâm Nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ mình lại có duyên gặp được yêu nghiệt hàng đầu của thời thượng cổ Hoàng Kim. Nhưng mất lúc còn trẻ như thế thì thật đáng tiếc. Nếu hắn ta không chết, thành tích của hắn ta sẽ khủng khiếp đến mức nào, không dám tưởng tượng. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, không vội vã đi tới trước mà đứng đó nhìn người áo xanh từ xa, cảm nhận đạo vận nào đó còn sót lại trong không khí. Vào lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời chiếu sáng không gian mù mịt ma vụ này.
khi tia chớp này ngưng tụ trên người người áo xanh, di hài của đối phương lập tức trở nên sống động như thể hắn ta chỉ đang đứng tại chỗ ngủ gật, phong độ tuyệt thế đầy kiêu ngạo năm xưa vẫn còn đó, vẫn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Soạt. Khi tia chớp này sắp biến mất, người áo xanh đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm sáng ngời, tim Lâm Nhất đập thình thịch. Khi hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ, thấp thỏm lo âu thì kinh ngạc phát hiện mình đã đứng trên một mảnh đất hoang rộng lớn vô biên. Xung quanh có rất nhiều ma thi, tất cả đều đã sống dậy tấn công về phía người áo xanh. Khuynh thành tử diên, tuyệt thế phương hoa. Người áo xanh giơ tay lên, mấy trăm cánh hoa tử diên nở rộ sau lưng hắn, hoa nở hoa tàn, đạn chỉ thần kiếm. Phụt! Khi hắn ta búng tay, mấy trăm con ma nhân đều chảy máu giữa hai đầu mày, tất cả đều bị kiếm khí đâm trúng, chết trong tích tắc. Bóng dáng người áo xanh lập tức trở nên vô cùng vĩ đại, phong độ tuyệt thế, kiêu ngạo khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một cái búng tay giết đã rất nhiều ma nhân lao tới, nhưng sắc mặt người áo xanh lại trở nên nặng nề hơn. Lúc này Lâm Nhất mới phát hiện dưới chân hắn ta có một đại trận, một vùng trời đầy sao sáng rực, đó là một đại trận thương long lớn hơn bình thường rất nhiều. Có vô số thi cốt ở xung quanh hắn, hóa ra đồng đội của hắn ta đều đã chết, đại trận thương long này cũng tràn ngập nguy hiểm, nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Bách Lý Kỳ, người có chịu đầu hàng hay không? Một giọng nói to lớn đột nhiên phá vỡ tầng mây, tựa như thiên uy cuồn cuộn giáng xuống từ trên trời. Chiến tôn Long Môn, đến chết mới thôi, Bách Lý Kỳ ta không đầu hàng. Nhưng dưới thiên uy này, người áo xanh không hề có ý định lùi bước, ý chí chiến đấu bùng nổ trên người hắn ta, khí thế của hắn ta điên cuồng tăng vọt, chỉ chốc lát đã đột phá bình cảnh tinh quân, đạt tới tu vi cảnh giới thần đan. Nhưng mọi thứ đều kết thúc, khi hắn ta thăng cấp lên thần đan, một bàn tay khổng lồ đập xuống. Đây là một cái bàn tay ma màu đen che khuất bầu trời, phủ đầy vảy lân đáng sợ, trên mu bàn tay có hoa văn quỷ dị và tà ác. Khi nó đập xuống, cả đất trời đều lập tức vỡ vụn. Phụt! Khóe miệng Lâm Nhất chảy máu, bất chợt bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao. Mình còn sống. Khi bàn tay ma kia đập xuống, Lâm Nhất rơi vào trạng thái kỳ lạ, cứ tưởng là mình đã chết. Lúc này nhìn khung cảnh xung quanh, hắn mới nhận ra rằng cuộc đại chiến thượng cổ vừa rồi chỉ là một phần nhỏ. Chiến tôn Long Môn, đến chết mới thôi. Nhưng câu nói sau cùng của người áo xanh trước khi chết lại như sấm vang bên tai, quanh quẩn không dứt khiến mọi thứ có vẻ rất chân thật. Để có được thần đan của ta thì cần phải chấp nhận nhân quả của ta, dù ngươi là ai cũng sẽ kế thừa di nguyện của chiến tôn Long Môn. Thế gian có vô vàn nhân quả không thể né tránh, ngươi có đồng ý không? Một giọng nói vang lên bên tai Lâm Nhất, hắn nhìn về phía trước, người áo xanh vẫn nhắm nghiền mắt, không biết đã chết hay chưa. Hắn lập tức giật mình, đây chỉ là di nguyện mà đối phương để lại thôi. Bất kể là ai bước lên tảng đá khổng lồ này, chỉ cần có tư cách nhìn thấy hình ảnh vừa rồi cũng sẽ được hỏi câu hỏi này. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu, trầm giọng đáp, ta đồng ý. Nếu một ngày nào đó có ma kiếp giáng lâm, ta sẵn sàng dùng thanh kiếm trong tay mình tiếp nhận tâm nguyện chưa thành của các hạ, giúp bản thân tỏa sáng, không ngừng tử chiến. Soạt! Hắn vừa dứt lời, bóng dáng áo xanh lập tức bay đi theo gió, giọng nói, dáng điệu, tướng mạo, mọi thứ trong quá khứ đều không còn tồn tại. Chỉ còn một viên thần đan rực cháy trong ngọn lửa máu như mặt trời bất. Diệt thời xa xưa, lưu giữ phong độ tuyệt thế của hắn ta năm đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.